Minh Vi hoang mang trước cách xưng hô của Cẩm Ly trên truyền hình. Trong tập 6 tuyệt đỉnh song ca, thí sinh lớn tuổi gây lục đục trong cách xưng hô của Cẩm Ly. Minh Vi, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang đến tình huống gây cười cho khán giả. Chương trình tuyệt đỉnh song ca lên sóng tập 6 với sự đồng hành của các giám khảo Minh Vi, Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mở màn đêm thi là ca khúc Người Mang Tâm Sự với phần thể hiện của Phước Tài và Thanh Phong. Đây là phần thi với sự ăn ý từ cả giọng ca lẫn cách diễn của hai thí sinh cùng đến từ Đồng Tháp, được ban giám khảo dành nhiều lời khen ngợi và bấm nút chọn. Khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ rằng mình ấn tượng với sự gắn kết của cặp đôi này thì Phước Tài mới bật khóc chia sẻ chuyện từng có ý định bỏ thi. Anh nghẹn ngào, lúc đầu điều kiện đi lại khá khó khăn vì gia đình chỉ có một chiếc xe. Nếu mà em đi thì vợ phải quá gian người ta để đi làm. Cũng may khi em lên đây thì Thanh Phong trước em, nên em rất quý tình đồng hương, đồng đội mà Thanh Phong dành cho em. Tiết mục thứ hai là ca khúc Đêm Tâm Sự do cặp song ca Linh Anh, Quốc Bảo thể hiện. Được biết Linh Anh là một cô gái đến từ Huế, còn Quốc Bảo hiện là sinh viên. Qua phần thể hiện của cặp đôi, các giám khảo chỉ ra rằng Quốc Bảo không phù hợp với dòng nhạc bolero, còn Linh Anh thì thể hiện tròn trịa hơn. Vì thế Minh Vi quyết định cứu Linh Anh và nhận được sự đồng thuận từ Hiền Thục và Cẩm Ly. Cặp đôi khác xuất hiện trong đêm thi là hai anh em song sinh Văn Đăng, Văn Yên cùng ca khúc Người Con Gái Ta Thương. Mặc dù có cách hát đồng điệu, nhưng cặp anh em đã không thể thuyết phục được bộ tứ giám khảo chọn cả hai vào vòng trong. Tiếp theo là phần thi của cặp đôi Thành Quang, Thợ May, 61 tuổi, và Trang Chuyên, giáo viên dạy piano tại Hà Nội. Với phần thể hiện ca khúc Khoảnh Khắc, cả hai nhanh chóng chiếm cảm tình của ban giám khảo. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét, trong phần bắt cặp này, người ta sẽ dễ dàng thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa chú Quang và Trang Chuyên. Tuy vậy, với vai trò là một người thưởng thức tiết mục thì Nam cảm thấy thuyết phục bởi giọng hát của chú Thành Quang. Nghe giọng của chú giống như là gừng càng già càng cay, hát bằng sự trải nghiệm nên chú phát ra những thanh âm của thời gian và hoài niệm. Hôm nay hai chú cháu đã hóa thân vào một chuyện tình rất hay. Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly dành nhiều lời khen cho cách hát tự nhiên, cảm xúc của thí sinh Thành Quang. Còn với Trang Chuyên, nữ ca sĩ góp ý thí sinh nên thả lỏng vì cách hát còn gồng. Trên sân khấu, chú Quang diễn rất tự nhiên, nhưng Chuyên lại hơi sượng. Hy vọng cả hai vào vòng trong thì trách nhiệm lớn thuộc về ông này, nhạc sĩ Minh Vi. Phải chọn bài để cho cả hai cùng tỏa sáng, cô nói. Nghe đến đây, nhạc sĩ Minh Vi bất ngờ hỏi lại, hồi nãy em nói câu cuối cùng. Trách nhiệm thuộc về ông này. Quý vị nghe rõ Cẩm Ly gọi tôi là ông này. Trong khi em gọi anh Quang bằng chú, lại gọi anh bằng ông. Chia sẻ này khiến cả trường quay cùng bật cười. Chưa dừng ở đó, anh chỉ ra điểm bất hợp lý trong cách xưng hô của các giám khảo dành cho thí sinh Thành Quang. Trong đó Hiền Thục thì xưng em gọi anh, còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì xưng cháu gọi chú giống với Nguyên Khang. Sau một hồi thống nhất, các giám khảo gọi thí sinh Thành Quang bằng anh vì quan niệm người yêu nghệ thuật không muốn mình già. Nhạc sĩ Minh Vi nói thêm đây là cặp đôi bất đắc dĩ vì không còn ai để chọn cặp. Đây cũng là tiết mục khiến chồng Cẩm Ly đau đầu nhất vì làm sao phải dung hòa ca khúc nhưng để mỗi người đều có đất riêng. Nhạc sĩ thẳng thắn rằng với tiết mục này, Trang Chuyên thể hiện không tốt bằng thí sinh Nam. Dù vậy, ban giám khảo quyết định trao tấm vé vào vòng tiếp theo cho cặp đôi Thành Quang, Trang Chuyên.